Hello nhà tôi mọi người nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 âm. Trước mặt mình đây đó là đền Công Đồng, tỉnh Nam Định. Sau đây thì mình sẽ vào phía trong quay một chút video cho các bạn xem nhé. Ở phía ngoài này thì họ bán rất là nhiều thứ như cốm này, rồi ngô rang, rồi rất là nhiều giấy tiền và hương nhang. Công Đồng Phủ Dày kính chào quý khách. Ở phía trước cửa đền thì họ cũng làm một cái ao này, ao nhỏ. Ở dưới này có con cá vàng. Thank you.
ra ngoài cửa đền nữa các bạn ơi, ở trong kia hơi ồn một chút. Ở đây thì mình sẽ đi ra phía sau xem đền Công Đồng này có gì không nha các bạn nhé. Ở phía bên tay phải mình đây đó là những cái bàn để họ sắp lễ các bạn ơi. Đây họ là những cái bàn đây để mọi người có thể sắp lễ. Đây sau đây thì mình sẽ vào phía trong. Sau này là một cái sân. Thôi phía sau này chỉ là nơi để xe thôi các bạn ơi. Hết rồi. Hôm nay mình đi vào đúng đợt có người hầu giá. Có người đang nhảy đồng các bạn ơi. Đây đầu năm thì thử phi xem. Ấy. Hai tay chị ơi, hai tay. Hai tay, hai tay. Tay thứ hai cộng dồn mà nhưng cũng không được, cũng bị xịt mất hai quả.